Hello anh em. Một con xe quá rẻ, Hornet 600, bây giờ chỉ còn 128 triệu thôi. Thì với giá này là tình trạng xe đang chạy bình thường. Nhưng mà nếu mà muốn xe chạy ngon, anh em nên thay vỏ, cặp vỏ bảo dưỡng lại. Xe mình mua sao, mình thấy tình trạng sao mình tả vậy ha. Chất xe rất là đẹp, xe cực kỳ đẹp luôn, đầu nồi rồi chưa mở luôn. Nhưng vấn đề có một cái cặp vỏ, cặp vỏ này anh em nào chạy chậm thì chạy, nhưng mà mình cảm thấy đây là không an toàn. Đét thì đét mới luôn, nhưng mà cấp hai cấp vỏ thấp quá. Một cái trước là Michelin Pilot Trick, cái sau nó là Dunlop D222, cấp vỏ hơi thấp. Bố thắng thì bố thắng, không phải bố xịn, cho nên là về anh em bảo dưỡng lại hoặc bảo dưỡng bên mình. Bao anh em chạy được và chạy ngon rất là khác xa nhau. Và giá xe hiện tại rất là mềm, xe này chạy phê lắm anh em, chạy đã lắm. Mình mới chạy tiếp, mình chạy về ốc ác rồi zin hết ha, rất là đẹp. Chưa mở nắp nhạo luôn anh em, chất máy zin đẹp lắm.